quậy gì đó. À, nó phá rồi nội. Đi bằng hai đầu gối nó đẩy đồ đi à. Yêu quá mà. Leo lên cái ngựa đi. Lên ngựa đi. Ngựa phi. Nó chạy quá hả? Leo vô phao cũng được. Leo phao đi khỏi té. Ừ, bà dịnh con ngựa lại. Bà chạy quá. Ở nhà má hai chơi không chịu về, tới giờ người ta ăn cơm rồi mà ổng về con không chịu. Té cho coi. Rồi, lại lên. Là cỡ leo lên rồi nội đó còn hơi à. Đạp xúc bánh xe đó nè.